Bộ trưởng bắt bệnh giá lúa gạo nội địa tăng cao. Giá nông sản đua nhau lập kỷ lục. Đồng bằng sông Cửu Long lũ thấp, hạn mặn sớm và gay gắt. Bộ trưởng bắt bệnh giá lúa gạo nội địa tăng cao. Theo như báo Vietnamnet đã đưa tin, giá xuất khẩu lập đỉnh lịch sử, đẩy giá lúa gạo tại thị trường nội địa tăng mạnh. Song theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, giá cả tăng do đang có hiện tượng đẩy giá. Hết gạo ăn, chị Lê Thị Thanh ở Mai Động Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, sáng ngày 15 tháng 8 chạy ra cửa hàng gần nhà mua. Theo thói quen, chị chọn mua một bao gạo ST25 trọng lượng 10 kg. Song, thay vì phải trả 260.000 đồng như trước, nay chủ hàng thông báo giá tăng lên 280.000 đồng. Như vậy, mỗi ký gạo tăng thêm 2.000 đồng. Chủ hàng nói giá gạo dịp này tăng mạnh, lô gạo này nhập từ thời điểm mới bắt đầu tăng nên giá chưa điều chỉnh nhiều. Từ những lô sau, chắc chắn giá sẽ cao hơn, chị chia sẻ. Nhà chị Thanh có 7 nhân khẩu, một tháng ăn hết khoảng 20 kg gạo. Với mức tăng như hiện nay, chị tốn thêm 40.000 đồng trên tháng, mức này không nhiều song mỗi thứ một ít nên cũng lo. Thực tế, từ ngày 20 tháng 7 trở lại đây, giá gạo trên thị trường thế giới biến động mạnh, lên mức cao nhất trong 15 năm qua. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta ngày 11 tháng 8 đạt mốc mới 638 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% cũng vọt lên 618 đô la Mỹ trên tấn. So với trước thời điểm ngày 20 tháng 7, gạo 5% tấm và 25% tấm tăng thêm 105 đô la Mỹ trên tấn, đưa giá mặt hàng này lên mức cao hiếm có. Biến động giá xuất khẩu cũng đẩy giá mặt hàng lúa gạo nội địa tăng mạnh. Cụ thể, cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá trung bình lúa thường tại ruộng tăng 16,3% so với thời điểm trước ngày 20 tháng 7, lên mức 7.786 đồng trên kg, lúa tại kho tăng 12%, đạt 9.417 đồng trên kg. Đáng chú ý, gạo sát trắng loại 1 tăng đột biến 29,4% lên 14.925 đồng trên kg, gạo 5% tấm cũng tăng mạnh 26,7% lên 14.633 đồng trên kg. Gạo 15% và 25% tấm đều tăng gần 27% lên mức 14.350 đồng trên kg và 14.033 đồng trên kg. Ở vựa lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nơi đang xảy ra tình trạng thương lái tranh nhau đặt cọc mua lúa non, đẩy giá mặt hàng này tăng từng ngày. Giám đốc một doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ gạo cho hay, đơn vị này mỗi tháng nhập gần 50 tấn gạo phục vụ sản xuất. Song giá một số mặt hàng gạo đã tăng tới 50% so với cách đây một tháng. Đơn cử, gạo 504 trước đây chỉ 10.000 đồng trên kg, nay tăng lên mức 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo Hàm Châu cũng tăng thêm 4.000 đến 5.000 đồng trên kg. Giá tăng quá nhanh, nhà máy buộc phải giảm công suất, kéo giãn thời gian giao hàng để chờ giá mặt hàng này trên thị trường ổn định, vị giám đốc chia sẻ. Liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu gạo của một số nước đẩy giá lúa gạo tại thị trường nội địa tăng cao, tại phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Bộ đã sớm có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng có công điện chỉ đạo liên quan đến đảm bảo an ninh lương thực khi đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Với thị trường trong nước, Bộ trưởng cho rằng điều hành cần tránh những cú sốc giá. Bởi việc đẩy giá tiêu dùng trong nước sẽ ảnh hưởng tới một số nhóm đối tượng, nhất là người yếu thế, thu nhập thấp. Ông đề nghị các bên liên quan có thái độ bình tĩnh. Mọi vấn đề đều có thể phát sinh mặt trái nếu không quản lý tốt, chỉ phân tích một khía cạnh. Một phía thì sẽ không có được cái nhìn toàn diện. Người đứng đầu ngành nông nghiệp thông tin, ngày nào ở đồng bằng sông Cửu Long cũng xuống giống vì tại đây xuống giống theo con nước. Nếu không có biến động, Việt Nam sẽ không gặp vấn đề gì trong việc xuất khẩu 7 đến 8 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, hiện chỉ khoảng 20% diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long nằm trong liên kết 80% diện tích còn lại nông dân và thương lái mua bán tự do. Trong khi, giá lúa gạo được quyết định bởi cung cầu. Cầu tăng nhưng cung ít thì giá sẽ bị đẩy lên, đó là quy luật thị trường. Ngoài ra, ở nước ta giá lúa gạo còn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khác như vấn đề đặt cọc, câu chuyện thỏa thuận, mua bán, mùa vụ. Thực tế có hiện tượng đẩy giá, gây ảnh hưởng lớn tới thị trường, ông thừa nhận. Giá nông sản đua nhau lập kỷ lục. Theo như báo Vietnamnet đã đưa tin, không chỉ mặt hàng gạo, giá nhiều loại nông sản xuất khẩu ở nước ta đua nhau tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho thấy, tháng 7 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt khoảng 4,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 27%, chăn nuôi đạt 45 triệu đô la Mỹ, tăng 35,6%, thủy sản đạt 800 triệu đô la Mỹ, giảm 15%, lâm sản đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, giảm 11%,
đầu vào sản xuất đạt 210 triệu đô la Mỹ, tăng 12,7%. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp ước đạt 29,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,1%, mức giảm nhẹ hơn so với những tháng trước. Cụ thể, giá trị xuất khẩu nhóm thủy sản đạt 4,95 tỷ đô la Mỹ, giảm 25,4%, lâm sản 7,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 25,5%, đầu vào sản xuất đạt 1,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 25,1%. Tuy nhiên, nhóm nông sản xuất khẩu thu về 14,99 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là nhờ giá trị xuất khẩu rau quả đạt 3,23 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 68,1%, gạo đạt 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,6%, hạt điều 1,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8%, cà phê 2,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 6%. Ngoài ra, sản phẩm chăn nuôi cũng đạt 276 triệu đô la Mỹ, tăng 27,4%. Đáng chú ý, giá nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đua nhau tăng mạnh, lập kỷ lục lịch sử. Đơn cử, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam tháng 7 năm 2023 ghi nhận mức cao kỷ lục 2.828 đô la Mỹ trên tấn, tăng 5,4% so với tháng 6 năm 2023 và tăng 23,4% so với tháng 7 năm 2022. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.418 đô la Mỹ trên tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục lịch sử khi Ấn Độ và một số quốc gia cấm xuất khẩu mặt hàng này. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta ngày 11 tháng 8 đạt mốc mới 638 đô la Mỹ trên tấn, gạo 25% cũng vọt lên 618 đô la Mỹ trên tấn. So với thời điểm trước khi Ấn Độ cấm xuất khẩu, gạo 5% tấm và 25% tấm đã tăng thêm 105 đô la Mỹ trên tấn, đưa giá mặt hàng này lên mức cao hiếm có trong lịch sử. Có thể thấy, chỉ trong vòng 20 ngày, giá gạo xuất khẩu loại 5% và 25% tấm của nước ta lần lượt tăng 19,7% và 20,5%. Không có mức giá cao kỷ lục như gạo và cà phê, song giá hạt tiêu và sắn cùng xu hướng tăng mạnh. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.731 đô la Mỹ trên tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 494,9 đô la Mỹ trên tấn, tăng 6,9% so với tháng 6 năm 2023 và tăng 9,2% so với tháng 7 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá, sau những tháng đầu năm sụt giảm mạnh, sang đầu quý 3 năm 2023 xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp đã có chuyển biến tốt. Thị trường lớn có nhiều tín hiệu tích cực khi nhu cầu tăng, kéo theo đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại. Riêng về mặt hàng gạo, Thứ trưởng cho rằng nhiều quốc gia như Ấn Độ, Nga, UAE hạn chế xuất khẩu là thời cơ cho gạo Việt Nam. Các chuyên gia ngành lúa gạo nhận định giá gạo xuất khẩu có thể tăng lên ngưỡng 800 đô la Mỹ trên tấn, thậm chí lặp lại lịch sử năm 2008 khi mặt hàng này đạt ngưỡng giá 1.000 đô la Mỹ trên tấn. Bởi nguồn cung gạo toàn cầu đang căng thẳng, một số nước cấm xuất khẩu để bảo hộ an ninh lương thực quốc gia, trong khi các khu vực sản xuất lúa gạo lớn ở châu Á chịu tác động mạnh bởi El Nino, khiến sản lượng mặt hàng này giảm mạnh. Mới đây, báo cáo của Fitch Ratings cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, sẽ làm giảm sản lượng lúa gạo và có khả năng gây áp lực tăng giá mặt hàng này trên toàn cầu. Tương tự, ngành hàng cà phê cũng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng như gạo. Nguyên nhân, mưa quá nhiều kéo sản lượng cà phê ở Indonesia, quốc gia trồng cà phê lớn thứ tư của thế giới, xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua, đẩy giá cà phê toàn cầu lên mức cao nhất mọi thời đại. Đáng lo ngại, thời tiết khô hạn do hiện tượng El Nino có thể tăng cường vào cuối năm 2023 và đầu năm sau. Đây là thời điểm cà phê ra hoa đậu quả, nên sản lượng cà phê của Indonesia dự báo tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế, dự kiến toàn cầu sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao cà phê các loại trong niên vụ 2023 và 2024. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo giá cà phê Robusta thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguồn cung thiếu hụt và tồn kho trên cả hai sàn giao dịch ở mức thấp sẽ nâng đỡ giá mặt hàng này. Ở Việt Nam, sản lượng cà phê trong niên vụ 2021 đến 2022 đạt trên 1,8 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới, sau Brazil và là nước có sản lượng cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Lạm phát lan ra toàn cầu, người dân thắt chặt chi tiêu, buộc phải tìm đến những mặt hàng cùng loại nhưng giá thành hợp túi tiền hơn. Cà phê Robusta của Việt Nam hưởng lợi, giá xuất khẩu bật tăng mạnh thời gian qua. Đây cũng là cơ hội để nước ta đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này. Đồng bằng sông Cửu Long lũ thấp, hạn mặn sớm và gay gắt. Theo như báo Thanh Niên đã đưa tin,
mực nước sông Mekong trong 2 tuần qua được cải thiện. Nhưng do các đập thủy điện vẫn tăng cường tích nước và ảnh hưởng của El Nino, nên dự báo năm nay đồng bằng sông Cửu Long lũ thấp, cuối năm hạn mặn đến sớm và gay gắt. Năm nay, trên toàn lưu vực sông Mekong lũ thấp do mưa ít và các thủy điện tăng cường tích nước. Theo MDM, dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện Mekong, mực nước sông trên hầu hết lưu vực sông Mekong hiện đang gần với mức bình thường vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, một đợt tích trữ nước lớn gần đây ở Trung Quốc đang khiến mực nước sông ở Chiang Saen, Thái Lan sắp đạt mức thấp kỷ lục vào thời điểm này trong năm. Nhìn chung, mực nước sông đang có xu hướng giảm và sẽ giảm tiếp khi các đập thủy điện ở thượng nguồn tiếp tục tích trữ nước. Tuần qua, các con đập đã tích tổng lượng nước 1,322 tỷ mét khối. Các đập thủy điện tích trữ hơn 100 triệu mét khối nước gồm đập Hoàng Đăng Trung Quốc, đập Tiểu Loan Trung Quốc, đập Nam Khan 2 Lào, đập Nam Ngu 1 Lào. Riêng đập Nọa Chát Độ Trung Quốc xả hơn 100 triệu mét khối nước cho sản xuất thủy điện. Việc Nọa Chát Độ xả nước vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Những hoạt động tích trữ nước trong mùa mưa sẽ gây bất lợi cho các cộng đồng Mekong vì chúng hạ thấp mực nước sông Mekong và làm giảm các nguồn lợi của dòng lũ Mekong mang lại, theo các chuyên gia của MDM. Cũng theo MDM, việc đập Siaburi xả nước cũng làm mực nước sông ở phía hạ nguồn dâng cao đột ngột, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và cá nuôi ven sông ở tỉnh Lo Ay, Thái Lan bị chết. Một số hoạt động văn hóa ở thủ đô Viêng Chăn, Lào cũng bị ảnh hưởng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì tới đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85-95%. Tính đến ngày 14 tháng 8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu 1,99m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,45m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,88m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,24m. Từ nay đến tháng 11 năm 2023, tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế lên dần và có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2023 ở mức báo động 1 và dưới báo động 1. Tuy nhiên, mực nước tại các trạm hạ nguồn đạt mức cao nhất vào tháng 10, tháng 11 ở mức báo động 3 và trên báo động 3 do ảnh hưởng của chiều cường cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong các tháng mùa khô 2023 đến 2024, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Các địa phương ở vùng đồng bằng Nam Bộ cần sớm có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.